bạn, mình tên là Bunny. Và trong cái makeup video của ngày hôm nay á, thì Bunny sẽ dạy cho các bạn cách làm makeup giống nữ diễn viên Gu Hae-sun cho một bộ phim mà gần đây Bunny cực kỳ ghiền coi. Và cái bộ phim Hàn đó được mang tên là Blood và dịch ra tiếng Việt hình như là bác sĩ khát máu của Gu Hae-sun với lại một nam diễn viên khác nữa đóng trong cái phim đó. Và để nói sơ về cái phim đó là cái phim đó về phim ma cà rồng á, và Bunny cực kỳ thích những phim ma cà rồng, những truyện tranh ma cà rồng hay là phim ma cà rồng. Bunny cực kỳ thích, cho nên đó là lý do tại sao nó tác động cho Bunny xem cái bộ Blood đó. Và khi mà xem á, Bunny cực kỳ thích cái kiểu makeup của Gu Hae-sun, bởi vì trong cái phim đó Gu Hae-sun makeup cực kỳ tự nhiên, cực kỳ dễ thương. Với lại dạo này Bunny cực kỳ thích ai á mà có cắt mái, các cái kiểu mái giống như là Bunny á. Và nếu như mà các bạn để ý, bắt đầu mà Bunny làm một cái inspired makeup á, nghĩa là cái makeup mà Bunny làm giống như là đại khái inspired, nghĩa là ngẫu hứng của một người nổi tiếng nào đó, đó thì toàn là có mái không à. Bởi vì dạo này Bunny kết ai mà có mái giống Bunny lắm, mà ai mà có mái giống Bunny á là Bunny chắc chắn là phải làm một cái makeup tutorial giống họ. Và yeah, nói chung là đó là lý do tại sao nó tác động cho Bunny làm một cái makeup tutorial giống Gu Hae-sun. Và Bunny cảm thấy rằng cái kiểu makeup này nhìn cực kỳ nhẹ nhàng á, cho nên theo như Bunny á thì Bunny nghĩ rằng á, nếu mà các bạn nào mà thích makeup nhẹ nhàng á, để Bunny chơi với lại người ấy của các bạn, nói chung là một cái makeup everyday hàng ngày á, thì cái kiểu này nó sẽ rất là hợp với lại những bạn nào mà thích kiểu makeup nhẹ nhàng. Và tất cả một cái là Bunny hay lộn tên Gu Hae-sun với lại Son Hye-kyo, cho nên Bunny sợ lát nữa mà Bunny nói nữa Bunny sợ nó lộn, cho nên Bunny muốn nói ra trước cho các bạn hiểu nếu mà Bunny lỡ nói lộn hai cái tên đó nha. Còn yeah, bây giờ thì chờ cái gì nữa, Bunny sẽ bắt đầu cái video này luôn. Hello các bạn. Ok, chưa tiền hết á thì Bunny sẽ dùng kem lót mặt. Và cái kem lót mặt mà Bunny dùng thì Bunny nghĩ rằng là đến bây giờ thì các bạn cũng đã nhìn quen rồi. Thì cái kem lót mặt của Bunny xài á sẽ là của hiệu Leo. Và Bunny sẽ dùng kem lót mặt đó để mà lót lên hết cái khuôn mặt mình. Và bởi vì cái tấm hình mẫu mà Bunny dùng á để mà làm lại cái makeup này á, thì trong cái tấm hình đó Gu Hae-sun á có một cái làn da cực kỳ trắng, và cái khuôn mặt của nữ diễn viên Gu Hae-sun nó cũng óng ánh nữa, cho nên Bunny sẽ lựa chọn cái BB cream mà của hiệu Misha, mà là cái loại shiny BB cream á. Và cái loại này thì nó có nhũ, nhưng mà không có nghĩa là khi mà đánh lên cái khuôn mặt các bạn sẽ thấy cái kim tuyến đó đâu, nhưng mà cái nhũ này là một cái nhũ mà loại nhẹ đó, và khi mà đánh lên á nó sẽ giúp cho cái khuôn mặt của Bunny nó giống như là nó có cái gì đó óng ánh lên, và nó sẽ nhìn sáng và nhìn rất là ăn ảnh khi mà chụp hình hoặc là quay phim. Yeah. Và một lần nữa, nếu mà các bạn theo dõi các video của Bunny mà theo dõi đến tập này luôn á, thì nếu như các bạn để ý thì Bunny đã đổi gu đánh cái kem nền rồi, và Bunny sẽ không có dùng cọ để mà đánh nữa. Và thay vì đánh bằng cọ thì Bunny sẽ đổi cái gu mới, và cái gu đó thì Bunny sẽ dùng bông mút để mà lan lên, để mà tán lên cái khuôn mặt của Bunny. Yeah. Và trước khi mà Bunny đánh nó lên, Bunny phải lắc nó cho nó đều, bởi vì cái dạng này là nó dạng nước á, dạng nó lỏng á, dạng lỏng chứ lộn, cho nên Bunny phải lắc lên cho nó đều chút. Và ok, cái bước tiếp theo thì Bunny sẽ dùng kem che khuyết điểm để mà che khuyết điểm lên khuôn mặt của Bunny. Và rồi sau đó cũng như thường lệ thôi, và Bunny sẽ dùng lại cái bút kẻ lông mày này, và Bunny chỉ kẻ lên cái lông mày của Bunny thôi. Và sẵn tiện thì Bunny cũng đã dùng cái bột kẻ lông mày á, mà là cái màu lợt nhất trong đây nè, để mà đồ lên mấy cái khoảng trống. Sau đó Bunny lại dùng cái kem che khuyết điểm á, để mà che đi cái lông mày thật của Bunny ở dưới đây nè. Bởi vì theo như các bạn cũng đã biết thì Bunny cũng đã ăn gan và kẻ dán nó đi lên, cho nên Bunny cần phải dùng kem che khuyết điểm để mà làm cho cái lông mày thật của Bunny nó lợt đi. Và yeah. Và theo như trong tấm hình của Gu Hae-sun mà Bunny thấy á, thì cái má hồng của Gu Hae-sun nhìn rất là tự nhiên, cực kỳ tự nhiên luôn. Cho nên Bunny sẽ dùng kem mà là kem má hồng mà dạng kem á, và Bunny sẽ đánh cỡ cái độ vừa vừa. Ví dụ trong 1 đến 5 á thì Bunny sẽ đánh cái độ nó lên cỡ số 3 á, tại vì Bunny lựa đánh cái này trước, rồi sau đó Bunny mới phủ một lớp bột phấn lên á, cho nên khi mà phủ một lớp bột phấn lên đó thì nó sẽ làm cho cái má hồng nó mờ đi. Cho nên Bunny sẽ đánh cho nó vừa vừa, để khi mà phủ một lớp bột phấn á thì nó sẽ lên là vừa rồi. Rồi tiếp theo đó thì các bạn cũng có thể đoán được rồi, Bunny sẽ dùng bột phấn á của hiệu Leo, và Bunny sẽ phủ một lớp mỏng lên khuôn mặt của Bunny.
vì Bunny cũng đã lỡ đánh má hồng trước đó, cho nên Bunny cũng sẽ dùng bột phấn á, à lộn, bột highlight á, để mà highlight lên cái khuôn mặt của Bunny. Rồi tiếp theo đó thì Bunny sẽ dùng kem lót mắt để mà lót lên cái con mắt của Bunny trước. Và cái màu eyeshadow đầu tiên mà Bunny sẽ xài sẽ là của hiệu The Bomb. Và cái palette này được mang tên là New Tube Palette. Và Bunny sẽ dùng cái màu được mang tên là Snobby, nghĩa là cái màu như... Ok, bây giờ Bunny sẽ gọi nó là màu vàng đi, bởi vì nó là cái màu vàng duy nhất trong cái palette này. Thì Bunny sẽ dùng cái màu vàng này á để mà đánh lên cái mí mắt của Bunny. Và tiếp theo thì Bunny sẽ lấy cái màu sassy, nghĩa là cái màu trắng ở đây nè, để mà highlight cái chân mày của Bunny ở ngay đây. Rồi Bunny sẽ dùng lại cái màu snobby hồi nãy á, và Bunny sẽ đánh nó lên hết cái mắt nước của Bunny ở dưới luôn, từ bên ngoài đi vào cái góc trong, và Bunny nói chung là sẽ đánh nó hết ý cái mắt nước của Bunny luôn. Rồi Bunny sẽ dùng cái cây bút kẻ mắt màu đen á. Và cái loại này phải là cái loại mà không có bị chống lem nha, nghĩa là cái loại này nó phải lem á, bởi vì Bunny cần nó lem á, vì lát nữa Bunny sẽ vì lát nữa khi mà Bunny kẻ cái lông mày, bởi vì lát nữa khi mà Bunny kẻ cái mắt nước xong á thì Bunny sẽ dùng cái cọ xéo để mà tán cái eyeliner nó ra cho nó nhìn tự nhiên hơn, giống như là son phải son hay không, giống như là gold son vậy đó. Rồi sau đó Bunny sẽ dùng cái cây cọ eyeshadow nhỏ nhỏ đó để mà tán cái màu eyeliner nó ra cho nó đều và nhìn nó smoky hơn. Rồi Bunny sẽ dùng lại cái cây bút màu đen này để mà kẻ dưới cái mắt nước của Bunny luôn. Rồi Bunny sẽ dùng lại cái cây cọ xéo hồi nãy để mà tán cái màu đó ra cho nó nhìn nó giống như là... Nói chung là cái đó sẽ là một cái mẹo á, để cho cái eyeliner nó không có bị lem nhiều hơn nữa. Và bởi vì Bunny đã nối mi á, cho nên Bunny sẽ không có gắn lông mi giả hoặc là chuốt mascara lên cái lông mi nối của Bunny. Nhưng mà nếu mà các bạn không có nối lông mi giống như là Bunny á, thì các bạn có thể chuốt mascara hoặc là gắn lông mi giả lên cái lông mi của các bạn. Và các bạn nên nhớ rằng cái make up của Quezon của ngày hôm nay á, nó rất là tự nhiên. Cho nên vì vậy á, nếu mà các bạn có gắn lông mi giả thì các bạn nhớ gắn cái loại mà nó tự nhiên nha, hoặc là chuốt mascara lên thôi. Nhưng mà bởi vì Bunny không có may mắn so với các bạn á, Bunny có một cái lông mi nó rất là ngắn, cực kỳ ngắn mà ít nữa mà xấu, cho nên Bunny cần phải nối mi để cho nó nhìn đẹp và lộc lanh hơn. Ok, và cái bước tiếp theo á, và nó cũng là cái bước cuối cùng của con mắt luôn á, thì Bunny sẽ dùng cái palette của hiệu Too Faced, và nó được mang tên là Natural Eye Palette. Và Bunny sẽ dùng cái màu nude, nghĩa là cái màu nâu lợt nhất ngay đây luôn, là cái màu nâu cà phê sữa. Và Bunny sẽ dùng cái màu nâu đó với cái cây gạo xéo á, Bunny sẽ đánh giống như là một cái egg yolk size ở dưới đây á. Mình không biết cái này nó gọi là gì, nhưng mà người Hàn Quốc á họ gọi cái đó là egg yolk size. Và Bunny sẽ tạo ra một cái egg yolk size giả ở dưới đây nè, giống như là Quezon vậy đó. Và khi mà Bunny nhéo cái con mắt lại giống như vậy nè, thì các bạn sẽ thấy cái egg yolk size của Bunny nó nằm ngay đây á, thì Bunny sẽ đi theo cái đường đó và đồ nó lên thôi, để cho cái egg yolk size nó nhìn, nó hiện ra nhìn rõ hơn. Rồi sau đó khi mà nhẫn tất cả cái makeup lên đó xong á, thì Bunny sẽ trở về lại cái khuôn mặt của Bunny. Và hai cái bước tiếp theo mà Bunny sẽ làm á, sẽ là hai cái bước cuối cùng. Và hai cái bước cuối cùng đó đó thì Bunny sẽ đánh son lên môi thôi. Và cái hiệu son đầu tiên mà Bunny sẽ xài sẽ là của hiệu The Face Shop. Và nó là cái son xíu mụn màu đỏ đó. Và Bunny sẽ đánh nó bên cái góc trong của cái môi của Bunny trước. Sau đó Bunny sẽ dùng cái son của hiệu Tarte. Và nó cũng là một cái son xíu mũi á, và nó là cái màu đỏ sheer, nghĩa là nó loại bóng á, và Bunny sẽ đánh nó lên cái môi của Bunny thôi. Và
Và yeah, cái kiểu make up giống Sun Hye Kyo này. Chết cha nó lộn nè. Hay không, vừa mới nói mà. Đó lại nha. Và yeah, cái kiểu make up giống Gu Hye Sun này đã xong. Và Bunny rất hy vọng các bạn sẽ thích cái kiểu make up này. Và nếu như mà các bạn thích cái kiểu make up này thì Bunny xin các bạn hãy bấm 3 nút like, share và subscribe nha. Và một lần nữa Bunny rất là cảm ơn các bạn. Rất là cảm ơn các bạn vì các bạn đã bỏ ra một ít thời gian để mà xem những cái video này của Bunny. Và Bunny cực kỳ cảm kích và rất là cảm ơn các bạn vì các bạn đã làm những điều đó. Và yeah, Bunny xin chào tạm biệt các bạn. Và Bunny hẹn gặp các bạn trong cái video lần sau nha. Bye bye.